Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy phong bên cũ. Hôm nay tiếp tục với lại máy nén khí, máy hơi nha mọi người. Đây, hôm nay thì cũng như thường lệ là mình sẽ lên có một máy hơi thôi. Đấy, hai con này á, là một con là Makita này, một con Hitachi này. Hai con này là dọn rồi, về là xài luôn. Đấy, hai con này vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ rồi, về chỉ việc xài thôi. Đấy, hai con này. Còn hai con này thì còn nguyên zin, chưa hề rờ mó gì nha mọi người. Đấy. Đầu tiên mình giới thiệu hai con nguyên zin này đi. Đấy, con này thì trước tiên mình giới thiệu con này Max AKHL7500A. Con này là dòng inverter nha mọi người. Dòng inverter. Inverter thì giống như kiểu nếu mà ai đã dùng máy khoan với đồ thì giống như kiểu là motor không chỗ thang ấy. Đấy. Thì máy hơi thì nó thường có hai chủng, là một chủng là motor tụ, một chủng là motor inverter, là như cái này đây. Đấy. Chạy bo mạch điện từ nhé. Đấy, con máy này thì mình cũng nói luôn, mình sẽ cắm cho mọi người thử, mọi người coi ngoại hình trước đi. Thì con này á, mình cũng đã cắm điện qua thì mình thấy là máy nó vẫn chạy, nhưng mà hơi tạm thời nó chưa có lên. Đấy, mọi người về kiểm tra vệ sinh đồ kiểm tra nhé. Đấy, trục trặc gì mọi người xử. Rồi, bây giờ có cái tem để mình qua luôn cho mọi người xem luôn. Đây này, con này là 900W, 900W nhé. Đấy, vòng tua của nó là 1430 vòng trên phút. Tốc độ bơm của nó là 85 lít trên phút này. Nó có 4 cổng ra, trong đó có 2 cổng là ra 2.4 MPa, 2.45 MPa là tương đương với khoảng cỡ 25 kg, và 2 cổng ra là 8.88 MPa là tương đương với khoảng cỡ 9 kg, 9.5 kg nha mọi người. Đây này, máy in da băng luôn nhá. Có chữ máy in da băng luôn. Đây. Thì những ai mà chưa biết thì mình giới thiệu luôn cái dòng inverter á. Dòng inverter là cái dòng đời mới này, thì nó sẽ chạy hai cái bình hơi như thế này. Hai bình hơi đôi. Bình này bằng hợp kim nhôm nha mọi người. Hợp kim nhôm. Bình này thì nó chịu được áp suất cao, nó nén áp suất cao nhá. Mà nó nhẹ nữa. Đấy, thế hệ mới giờ trừ là người ta dùng cái bình này. Hai cái bình này cộng lại nó khoảng là 11 lít thôi nha mọi người. Khoảng 11 lít, 11 12 lít gì đấy. Đấy. Nhưng mà nó sẽ nén khí vào trong này, như cái máy này thì nó nén khoảng cỡ 40 hay 44 kg gì đó, mình cũng không nhớ lắm, 40 hay 44 kg hơi gì đấy. Nhưng mà nó cho xả ra cao nhất chỉ có 25 kg, là mọi người biết là cái độ nén khí rất nhiều ở đây. Thay vì như cái loại bên này nè, như cái loại bên này, cái bình cho thật là to, nhưng mà bình này bằng kim loại thép thôi nha mọi người, nó sẽ bị hoang dĩ có trong đấy. Đấy. Ok. Giờ bây giờ mình sẽ cắm cho mọi người thử cái này nhé. Máy thì chạy nhưng mà hơi chưa lên nên mình cắm cho mọi người nghe tiếng máy chạy thôi. Đấy, mình xem đi. Hơi nó lên nó khoảng 3 kg là nó dừng rồi. Như mọi người thấy, ok, đây đủ này. Và hồi nãy mình nói nhầm, nó chỉ có một cổng ra cao áp và một cổng ra thấp áp thôi nha mọi người. Mình nói nhầm là có hai cổng. Đấy. Đây là xả này. Đấy, lúc nãy em vô cái thời giờ xả đấy. Ok, còn công tắc đóng mở đây. Đây là cầu chì ngắt nhé. Quá tải thì gì là nó tự động nó ngắt bằng cầu chì này. Đấy, ngoại hình con này thì đầy đủ, khá là ok. Đấy. Rồi. Như thế thôi nha mọi người. Con này con số 1. Bán với giá 1.8 triệu. 1.8 triệu. Về mọi người tự dọn nhé. Tiếp theo. Con số 2. Số 2 là con máy nắng khí Iwata Adnet. Iwata Adnet dòng FX2200. Đấy. Dòng này nhìn kiểu dáng nó khá là đẹp và tiền dọc kéo này. Đấy, tay cầm dài này. Khi mình gói hàng á là mình sẽ tháo cái tay này ra, mình để cho nó gọn vào để mình gói cho mọi người, chứ không nó dư ra như thế này là đi nó dễ bị bể vỡ lắm nè. Cái này á
nó nán được khoảng 9 ký hơi cho người, 9 ký, 9 ký rưỡi gì đấy. Đây là đây 8,8, à 8,8 ký, 8,8 ký nha mọi người. Còn bình của nó là 30 lít, nó chứa bình được bình 30 lít nhé. Công suất của nó là một ngựa là tương đương với 750W nha mọi người. Đấy. Con này thì là con này là China xuất Nhật nha mọi người. Nhà máy thì China xuất sang thị trường Nhật đó. Mọi người xem tem Nhật được không đây nè. Đấy. Con này thì mình nói luôn là máy cũng chạy nhưng mà hiện tại thì hơi chưa lên. Đấy. Máy cũng chạy nhưng mà hơi chưa lên nha mọi người. Đấy, đây là công tắc đóng mở. Đây là van ngắt. Đấy, máy này thì mình nói rồi, máy thì nó chạy nhưng mà hơi thì nó chưa lên. Iwata thì mọi người biết rồi, Iwata là một trong những hãng sản xuất chuyên về máy nén khí đỉnh của thế giới, chứ không riêng gì là của thằng Nhật, nó là đỉnh của thế giới luôn. Đấy, ngoại hình của nó, hai bánh xe được còn nguyên. Tay này thì mình nói rồi, lúc mà mình gói hàng mình sẽ tháo ra để gọn vào cho mọi người, chứ còn để dài như thế này đi nó dễ bị cong vênh gãy lắm. Đấy, ok. Đấy. Chân su rồi còn nguyên vẹn. Đấy, con này nói chung là hình dáng thì nó hoàn thiện, chỉ có một người về vệ sinh tháo lắp ra kiểm tra rồi ron riết đồ lại sửa chữa nhé. Đấy, con số 2, số 2 giá 1,4 triệu nha mọi người. Số 2 giá 1,4 triệu. Mọi người nói chung là tranh thủ mua đi, chứ máy nén khí thì mình cũng sắp hết rồi. Đây, tiếp theo là hai con máy dọn rồi, hai con này chỉ mua về chỉ việc dùng thôi. Đầu tiên là mình sẽ cho mọi người xem ngoại hình con này nè. Con này trước đây. Đây. Con này là con máy Hitachi nha mọi người. Đây, giới thiệu thông số trước, Hitachi điện 100V này. Tất cả những máy nén khí hôm nay là đều điện 100V nha mọi người, 100, 110, 120 đều dùng được. Công suất của nó là 1500W. Đấy. Vòng tua của nó là 2800 vòng trên phút. Đấy, nó nén được 42 MPa này, là khoảng cỡ 43 kg á. Khoảng cỡ 43 kg hơi, 43 44 kg hơi nha mọi người. Đấy, tốc độ bơm của nó là 120 lít trên phút, rất là cao. 102 quay, ngồi để đọc được. Đây, tốc độ nhanh này, tốc độ nhanh với tốc độ chậm có hai cái tốc độ, một tốc độ nhanh là chạy 145 lít trên phút, tốc độ chậm là 102 lít trên phút. Tí nữa mình sẽ chỉ cho mọi người hai cái tốc độ đấy. Đấy, ok. Còn cổng ra của nó thì cũng như những cái máy máy khác là một cổng ra khoảng đây, hai cổng ra này nó cho ra cao áp khoảng gần 25 kg nha mọi người. Đấy, cao áp 25 kg, còn cổng bên này thì ra từ không nhớ lắm, nó khoảng cỡ 12 kg. Đấy, 9 thôi 12 kg gì đó, 12 kg. Đây, hai cổng này. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Con này nó có bàn phím này nha mọi người. À, khởi động. Đây nè. Con máy này lúc nãy mình bơm hơi, mình bật cho nó bơm hơi thử nó đài hơi rồi, bây giờ mình sẽ xả bớt để cho nó chạy nhé. Xả bớt cho mọi người. Đấy. Mình xả nó xuống tới mức 3,8 MPa. Đấy, nó chạy tí rồi nó dừng nhé. Đây, mình sẽ chỉnh cho mọi người xem cái chế độ nhanh và chậm của nó. Đây. Đây là chế độ chạy chậm này. Đấy, là bơm tốc độ chậm. Tiếp tục là chỉnh qua chế độ chạy nhanh này. Đấy. Đấy, hai chế độ này tương đương. Chiếc áp được còn nguyên nha mọi người. Van chiếc áp được còn nguyên.
ok, pháo đài 42, 4,2 MPa, tương đương với khoảng 43, 44 kg thôi. Đấy, rất là cao. Hả? Bình của cái này á là hai cái bình này khoảng cỡ 89 lít gì nha mọi người, 89 lít kìa. Đấy, hai cái bình này khoảng 89 lít. Nhưng mà mọi người yên tâm, hơi nó vẫn đủ cho mọi người xịt. Tại vì nó nén áp suất cao mà, nén vào đây cái mật độ khí nó nhiều. Thay vì những cái con kia là bình to, bình 30 lít mà nó chỉ nén khoảng cỡ 8-9 kg, 10 kg thôi. Còn con này là bình nhỏ nhưng mà nó nén mật độ khí nhiều. Đấy, lên tới 40 mấy kg lận. Ok. Nếu mà ai đã từng biết inverter thì rất là thích xài inverter, máy vừa êm vừa nhẹ. Đấy. Số này là số 3. Số 3. Con này bán 3 triệu nha mọi người, Hitachi nhé. Hitachi nhé. Đây, nó có mã hàng của nó đây, mọi người có thể tìm hiểu về con này. PA2000VH Hitachi. Rồi. Tiếp theo là con máy Makita. Đây. Máy nén khí Makita, con này cũng inverter nhưng mà không có bàn phím điều khiển. Con này không bàn phím điều khiển nhé. Con này dòng AC401XL. Đấy là mã hàng của nó. Mọi người muốn tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu cái này. Và đây. Tem của nó. Còn nó đây. Thì đâu rồi? Mình sẽ chỉ cho mọi người tốc độ bơm của nó này, cũng là 140 lít trên phút này. Đấy. Rồi, nó có 4 cổng xả, trong đó hai cổng xả là khoảng cỡ 25 kg này, là 2,45 MPa này, tương đương khoảng cỡ 25 26 kg. Đấy là, và 0,88 MPa là tương đương khoảng 9 kg nha mọi người. Đấy, công suất của nó là 1300W. Công suất của nó 1300W, vòng tua của nó là 2500 vòng trên 1 phút. Đấy. Rồi, hai cái bình này thì tương đương với khoảng 11 12 lít nhé. 11 12 lít. Ok. Nó có bánh xe đẩy ở đây nữa nè, đấy. Hai cái bánh xe đẩy. Con này ngoại hình rất là ok nha mọi người, đẹp nữa. Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người con này có một cái điểm đặc thù á. Đây. Nó cho xả trực tiếp luôn. Nó có một cái cổng xả trực tiếp. Cổng xả trực tiếp này là trực tiếp, có nghĩa là nó trực tiếp từ bình. Nó không thông qua van chiếc áp luôn. Tức là nó bình nén bao nhiêu là nó được phép xả ra bấy nhiêu. Tức là ở đây nó được xả ra những cái máy này. Máy này nén tối đa 44 kg. 44 kg hơi thì ở đây nó cho xả ra 44 kg hơi luôn. Để mọi người dùng áp suất cao, mọi người dùng súng bắn hay gì đấy, bu lông, bu lít gì đấy là tùy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện thử cho mọi người. Mình tắt công tắc nè, để tí mình mở cho mọi người. Công tắc có bọc su đây, chống nước để chống giặt nha mọi người. Đấy, lúc nãy mình cũng bơm hơi lên vừa phải rồi. Đây, mọi người xem. Cho ra 25 kg này. Đấy. Thấy không? Còn đây là đồng hồ đo cả bình. Đồng hồ đo bình nhé.
4,2 MVA tương đương với khoảng 44 kg. Ok nha mọi người. Đấy. À, con này con số 4. Số 4. Con này bán với giá 3,2 triệu nha mọi người. 3,2 triệu. Đấy. À, mình nhắc lại tổng thể tổng kết video ngày hôm nay là gồm có 3 con máy inverter, thì trong đó có 2 con này, một con là Makita, một con là Hitachi. Hai con này đã dọn rồi, mua về chỉ việc xài thôi, gắn ống gắn súng vào xài thôi. Đấy. Tiếp theo là con inverter mắc này. Đấy. Mắc này thì con này thì chưa hề dọn gì hết, còn nguyên zin của nó, máy chạy nhưng mà hơi thì chưa lên, hơi thấy lên được 3 kg là nó dừng, nó chưa lên được nữa. Mọi người về tự kiểm tra vệ sinh rồi nhé. Tiếp theo là con một con dòng motor tụ rồi bình thường, dòng motor tụ của thằng Iwata nha mọi người. Iwata thì là hãng nổi tiếng của thằng Nhật rồi, và trên thế giới luôn. Iwata là riêng về máy nén khí là rất là nổi tiếng. Đấy, con này thì chạy mà chưa lên hơi nhé. Mọi người về từ xử bình 30 lít. Đấy, ngoại hình thì còn đầy đủ, ok rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0854 901 685. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.